Nổ súng đi, mau nổ súng đi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, người chết rồi. Giết người, Đường Hào Cường giết người rồi. Tôi hỏi một câu cuối cùng. Ông giết Đường Anh Minh, vậy sau này ông còn sống để làm gì? Tôi đã không có sau này. Mà giết tôi là giúp tôi toại nguyện. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Ông nói cái gì? Anh giết anh ta hả? Tôi không nổ súng. Nếu anh không nổ súng thì sao anh ta lại chết? Có người nổ súng bắn chết anh ta. Chết thì chết rồi, dù sao anh ta cũng đáng chết. Đại ca, giết người giải quyết được vấn đề sao? Nó chỉ đem lại phiền phức cho chúng ta thôi. Anh ta là anh rể của Cao Mập. Anh ta chết, Cao Mập sẽ không buông tha cho Đường gia. Vậy lấy mạng anh ra đền được chưa? Không liên lụy em. Nếu anh giết anh ta thì không chỉ bắn một phát đâu. Em nhìn đi. Giờ là anh giết anh ta. Bắn anh ta tan nát đi. Đi. Đưa anh ấy đi. Nhị thiếu gia, đi với chúng tôi. Đi đi. Đi. Alo, mọi chuyện đã xong. Đã có người đi báo cảnh sát. Tôi sẽ quay lại ngay. Được. Tốt quá rồi. Kế hoạch báo thù của tôi đã thành công. Đầu tiên là Đường Hầu Cường, sau đó là Đường Hầu Kiệt, cuối cùng chính là Đường Anh Minh. Hầu Cường, ông làm gì Hầu Cường rồi? Không phải tôi, là tự cậu ta. Cậu ta muốn phá sòng bạc nhà Cao Mập mở, nên tôi phái người giúp cậu ta giết chết anh vợ của Cao Mập. Tôi muốn Cao Mập này dẫn theo cảnh sát đi tới sòng bạc thôi. Sòng bạc ở đâu? Sòng bạc ở đâu? Nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết. Nói cho bà biết cũng vô ích. Không kịp nữa rồi. Vẫn còn kịp. Vẫn còn kịp. Ông nói tôi biết. Nói tôi biết sòng bạc ở đâu. Ông nói đi, Đại Di. Đại Di, ông... ông không nói, tôi sẽ nổ súng. Tôi nói, Đường Hầu Cường lần này chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Ông phải đích thân giết con trai mình. Hầu Cường, nó chính là con ruột của ông. Ông có biết không? Nó chính là con ruột của ông. Bà nói cái gì? Hầu Cường, nó chính là con ruột của ông. Anh rể tôi chết thật rồi sao? Chết rồi. Tôi nghe bên trong có tiếng súng, sau đó có người la lên anh rể ngài chết rồi. Ai nổ súng? Đường Hầu Cường. Anh ta tới gây sự, chắc chắn là anh ta. Cút đi. Các anh em, nghe kỹ đi. Giết người đền mạng. Đường Hầu Cường mà ra, cứ nổ súng cho tôi. Nghe lệnh của tôi. Chuẩn bị. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đường Hầu Cường giết người, trên tay có súng. Cục trưởng đại nhân, anh ấy là chồng tôi, chúng tôi vừa lấy nhau, xin ngài tha cho anh ấy. Giết người đền mạng.
Đường Hậu Cường công khai nổ súng giết người, tôi sẽ không tha đâu. Người đâu, kéo cô gái này đi mau. Không, đừng mà. Đi. Đại nhân, đại nhân, nghe lệnh của tôi. Đừng ra ngoài, họ muốn giết anh đó. Chuẩn bị. Hậu Cường, đừng ra ngoài, họ muốn giết anh. Hậu Cường. Mẹ. Mẹ. Ai cho các người nổ súng? Chưa có lệnh của tôi, không được nổ súng bậy. Mẹ. Hầu Kiệt là con. Hầu Cường đâu? Mẹ, đại ca không sao. Đại ca không sao. Mẹ. Mẹ. Nói với bà con, mẹ, mẹ không chờ được ông ấy. Mẹ. Mẹ. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Người đâu, bắt Đường Hậu Kiệt lại cho tôi. Dẫn đi. Mẹ. 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 Vũ Linh, chăm sóc mẹ. Nói với Hậu Cường, người do tôi giết là tôi giết người. Hậu Kiệt. Đi, vào sòng bạc điều tra. Nếu là người của sòng bạc thì đưa hết về cục cảnh sát. Hậu Kiệt, đi. Thư Nhi. Thư Nhi. Ba, xảy ra chuyện gì? Ba mau đứng lên. Thư Nhi nói ba biết. Đường Hậu Cường sao rồi? Đường Hậu Cường sao rồi? Con không biết. Lúc con về thì cảnh sát đã đi rồi. Không thể như vậy. Không thể như vậy. Chuyện gì không thể? Ba đang nói cái gì? Thư Nhi, con nói ba biết Đường Hậu Cường có bị bắt đi không? Đường Hậu Cường có bị bắt đi không? Đường Hậu Cường bị bắt đi liên quan gì tới chúng ta? Mau đi xem thử đi. Ba, đi, mau đi đi. Con đi. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Mỗi người đến phòng thu chi lấy 200 đại dương. Trốn khỏi Thượng Hải mấy ngày. Vậy nhị thiếu gia thì sao? Tôi sẽ nghĩ cách cứu nó. Đi đi. Đừng chờ cảnh sát tới tìm phiền phức. Đi. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Tôi tìm được anh rồi. Đại thiếu gia. Là tôi. Tôi nè. Sao anh tìm được đến đây? Đại thiếu gia, anh hại tôi thảm quá. Trên báo đăng hình tôi và nhị tiểu thư Bào Gia. Bào Gia tìm xã hội đen đuổi giết tôi khắp nơi. Họ đốt nhà tôi rồi. Cha mẹ tôi phải trốn về quê mới giữ được tính mạng. Tôi không còn chỗ nào để đi. Tôi vì anh mới làm vậy. Anh phải cứu tôi, đại thiếu gia. Tôi không phải trả tiền rồi à? Vì mua đồ cho nhị tiểu thư Bào Gia nên tôi tiêu hết tiền lâu rồi. Đại thiếu gia, tôi biết anh không muốn lấy cô ấy nên để tôi làm kẻ chết thay. Giờ tôi là chuột chạy qua đường. Tôi xin cơm mới muốn tới Thượng Hải mà, đại thiếu gia. Đại thiếu gia, tôi không cho anh tiền nữa thì anh tính sao? Tôi cũng hết cách rồi. Giờ tôi trốn được ngày nào? Biết ngày đó, nhưng lỡ họ tìm thấy, vậy tới lúc đó tôi đành ăn ngay nói thật.
Đại thiếu gia, với cậu không có gì tốt hết. Đại thiếu gia, anh cho tôi mấy ngàn về quê, tôi sẽ không quay lại đâu. Đại thiếu gia, Động thiếu gia, coi như anh cũng giúp Đường Hầu Cường tôi. Đây là số tiền cuối cùng, cầm tiền rồi lên thuyền cút khỏi Thượng Hải. Sau này đừng để tôi thấy anh. Cảm ơn đại thiếu gia, cảm ơn đại thiếu gia. Đại ca, mẹ tới sòng bạc tìm anh, bị cảnh sát bắn bị thương rồi. Anh mau tới thăm mẹ đi. Mẹ, mẹ kiên trì lên. Tam thúc, Hầu Cường, nói cho anh biết, ai bắn mẹ bị thương và mẹ sao rồi? Đừng khóc, đừng sợ, cứ nói. Ai bắn mẹ bị thương? Mẹ bị thương sao rồi? Em không biết. Em đi tìm anh, Cao Mập muốn bắt anh, cuối cùng cửa mở, mẹ liền chạy tới. Hầu Kiệt, chú ấy nói mình giết người, Cao Mập bắt chú ấy đi rồi. Chú ấy bị bắt rồi. Cái gì? Hầu Kiệt giết người? Không thể có chuyện này. Đại ca, có chuyện gì vậy? Anh nói đi. Không sao, anh hai em sẽ không giết người. Em muốn gặp mẹ Đường Quang. Em muốn gặp mẹ Đường Quang, nghe lời. Giờ mẹ đang cấp cứu, em không được vào quấy rầy, hiểu không? Em muốn gặp mẹ Đường Quang. Đường Quang, không cần đâu. Chị dâu, không kịp nữa rồi. Chị muốn nói chuyện với em. Ba của Mạnh Thư là Đại Di. Không thể nào, Đại Di chết hơn 20 năm trước rồi mà. Vẫn chưa chết, trở lại rồi. Đừng nói cho anh Minh, đừng nói cho Hầu Cường. Chị dâu, chị muốn gặp tụi nhỏ. Chị dâu, đi mau. Mẹ con sao rồi chú? Mẹ muốn gặp tụi con. Đi mau. Mẹ, 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 mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, 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 mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ. Mẹ, Hầu Kiệt, Hầu Kiệt. Mẹ, con cứu em ấy về rồi, đang trên đường về nhà. Mẹ yên tâm, đại ca cứu nhị ca về rồi. Mẹ, 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 mẹ không thể bỏ tụi con. Tụi con không thể thiếu mẹ. Mẹ, tụi con không thể thiếu mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ.
Mỹ Cúc. Là Mỹ Cúc. Cao Mập bắn bảy mấy phát, giờ đang trong phòng cấp cứu. Con vừa nói Hầu Kiệt gánh tội thay Hầu Cường. Là Hầu Kiệt. Anh ta nói mình giết người để thuộc hạ của Cao Mập dẫn đi rồi. Không phải con giết à? Con là người giết. Nhưng Hầu Cường cuối cùng bắn thêm mấy phát. Chắc Hầu Kiệt nghĩ do Hầu Cường giết nên mới đứng ra nhận tội thay. Hầu Kiệt bị bắt, thuộc hạ của Cao Mập cũng sẽ không tha cho anh ta. May là không phải Hầu Cường. May là không phải Hầu Cường. Mỹ Cúc, ba muốn gặp bà ấy. Không được, nguy hiểm lắm. Vậy con đi giùm ba. Con đi xem Mỹ Cúc sao rồi. Đi đi. Đường gia các cậu cũng hay thật đó. Cậu có biết không, cậu nổ súng giết anh vợ của tôi đó. Cao cục trưởng, tôi xin ông cho tôi đi gặp mẹ tôi. Tôi hỏi cậu một câu, có phải cậu giết người không? Cao cục trưởng, là tôi giết người. Cho tôi đi gặp mẹ tôi. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Báo cáo. Người đã chết. Cái gì? Chết thật sao? Thật. Cút. Nhị thiếu gia, nếu anh vợ tôi đã chết, dù tôi giết cậu, anh ấy cũng không sống lại. Hay là chúng ta làm giao dịch? Vợ tôi sẽ không làm khó cậu. Chờ ba cậu Đường Anh Minh tới đưa tiền ra, tôi sẽ thả cậu. Nói sao thì cậu cũng là con trai của ông ta. Tôi muốn bắt Đường Hầu Cường. Cậu ta cũng đáng nghi. Hai người con đáng giá hơn một nhiều. Ông không thể bắt đại ca, không liên quan gì tới nấy. Nhân chứng không hề nói vậy. Tôi phải bắt cả hai người lại để xem ai là hung thủ thật đã. Đồ khốn kiếp, thả tôi ra. Tôi muốn đi gặp mẹ. Hết hy vọng rồi, mẹ cậu chết rồi. Tôi phải giết ông. Có chuyện gì? Lão gia, giờ làm sao đây? Ông nghĩ cách đi lão gia. Cái miệng nào nói nhanh vậy? Em biết hết rồi à? Vợ, em nghe tôi nói, tôi đã bắt được người. Em kêu tôi phải làm gì đây? Ông bắt được người, vậy con trai chúng ta đâu? Con nào nữa? Không phải em hỏi chuyện anh trai em sao? Anh trai em làm sao? Bị người khác giết. Ôi mẹ ơi, ai làm vậy? Tôi đắc tội với ai mà họ lại đuổi cùng giết tận vậy? Em khóc cái gì? Không phải em hỏi chuyện anh trai, vậy em hỏi ai? Còn chúng ta, nó bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Em vừa cho con ăn xong, mới tìm người đánh 8 gián mặt trượt. Kết quả lúc em về, bảo mẫu bị đánh ngất, con cũng biến mất. Em phải làm sao đây? Em còn khóc cái gì nữa? Tất cả tập hợp. Lão gia. Hầu Cường. Hầu Cường. Hầu Cường. Đại ca, con muốn đi đâu? Hầu Cường, con muốn làm gì? Mẹ con không thể chết quanh. Cả nhà Cao Mập không ai được sống. Hầu Cường, Hầu Cường đừng đi. Cao Mập đang chờ con đến. Con đi thì cũng chết quanh. Tam Thúc tránh ra. Chú tránh ra đi. Chú không tránh. Con không thể đi. Hầu Cường, Hầu Cường. Đại ca. Tam Thúc tránh ra. Hầu Cường bỏ súng xuống. Nếu chú không tránh thì con bắn chú à? Nếu con muốn đi thì bước qua xác chú đi. Nếu không, con sẽ không ra khỏi cửa. Tam Thúc tránh ra. Con bắn thật đó. Con bắn thật đó.
Hầu Cường, giờ xương cốt mẹ con còn chưa lạnh. Hầu Kiệt đang ở trong tù, nếu con có chuyện gì, chú làm sao ăn nói với ba con? Dù có chuyện gì, chờ ba con về rồi tính, được không? Hầu Cường, anh đừng đi, nghe lời Tam Thúc đi. Anh, nhà chúng ta không thể thiếu anh. Em xin anh. Hầu Cường sao rồi? Giờ anh ta không sao, đang ở trên thuyền. Vậy Mỹ Cúc đâu? Chết rồi. Ba muốn gặp bà ấy. Ba muốn gặp Mỹ Cúc lần cuối. Em biết tối nay anh nhất định sẽ tới. Bác sĩ Hồ, đến giờ anh còn gọi em là bác sĩ Hồ. Đừng qua đó. Tôi tới gặp Mỹ Cúc lần cuối. Anh làm nhiều chuyện có lỗi với tụi em. Anh còn mặt mũi gặp chị dâu hả? Tôi có lỗi với các cậu. Vậy ai có lỗi với tôi trước? Cậu nhìn tôi bây giờ, nhìn bộ dạng của tôi đi. Ai làm tôi ra nông nổi này? Là Đường Anh Minh. Anh nói bậy. Tại sao đại ca đã nhiều năm rồi vẫn để bà dì của anh ở trong phòng? Vì anh ấy thấy áy náy vì năm đó không cứu được anh. Cứu tôi? Chính anh ta là người phóng quả. Không thể nào. Tôi dám thề trước Mỹ Cúc là anh ta đã phóng quả. Cho nên Mỹ Cúc mới không nói chuyện tôi ở trên thuyền nói với anh ta. Vì bà ấy biết, nếu Đường Anh Minh biết tôi không chết thì sẽ đuổi cùng giết tận tôi. Nên anh giết nhiều anh em để hãm hại đại ca. Giờ anh vừa lòng chưa? Chị dâu chết rồi, Hầu Kiệt ở trong tù, đại ca cửa nát nhà tan, anh thấy vui chưa? Đều do Đường Anh Minh hại. Nếu như năm đó để tôi và Mỹ Cúc ở bên nhau,
Vậy thì Mỹ Cúc sẽ không chết. Tôi cũng không. Anh vô sĩ. Dù năm đó anh thích chị dâu đến mấy, anh cũng đừng quên, chị ấy là vợ của đại ca, là chị dâu của anh. Hai người dám làm chuyện săn bậy sau lưng, lại còn có con phải không? Hầu Cường quả nhiên là con của tôi. Nếu anh đã biết rồi thì tại sao anh lại hại Hầu Cường? Anh có còn là người không? Tôi không biết, thật sự không biết. Hôm nay Mỹ Cúc mới nói, sao bà ấy không nói sớm chứ? Nói sớm thì tôi sẽ không. Anh sẽ không làm gì? Sẽ không giết anh em vô tội? Sẽ không hại đại ca? Anh có biết không, mấy năm nay đại ca vẫn luôn coi Hầu Cường là con trai ruột của mình. Giờ anh ấy đã rời khỏi giang hồ, đem vinh hoa giao cho Hầu Cường. Anh ta là kẻ lừa đảo đa mưu túc trí. Anh ta lợi dụng Hầu Cường bán mạng cho mình. Sao anh ta không cho Hầu Kiệt thay mình đi chém giết chứ? Vì Hầu Kiệt mới chính là con ruột. Anh im đi. Hầu Kiệt và Hầu Cường đều là con của chị dâu. Trước mặt chị dâu mà anh nói như vậy, không biết hổ thẹn sao? Lúc chị dâu ra đi, kêu em nhất định đừng nói chuyện anh với đại ca. Nhị ca, quan quan tương báo khi nào mới dứt? Giờ chị dâu đã mất rồi, những chuyện này chưa kết thúc được sao? Có thể để tôi gặp mặt Mỹ Cúc lần cuối được không? Được, tôi hứa với cậu sẽ không tìm con trai Đường Anh Minh báo thù. Giờ em mong anh lập tức rời khỏi Vinh Hoa, đừng lại gần thuyền này và mấy đứa nhỏ nữa. Nhưng Đường Anh Minh, tôi quyết không tha cho anh ta. Thưa Nhi,
Sao vậy? Dọn dẹp đồ đạc. Chúng ta rời khỏi thuyền. Rời thuyền? Đúng. Đi ngay. Tôi hy vọng qua nhảy máu không bao giờ xuất hiện nữa. Hầu Kiệt. Hầu Kiệt. Thời gian có hạn, nhanh lên. Tôi canh chừng giùm cô. Anh chịu khổ rồi. Bệnh thư. Thay anh khấu đầu với mẹ. Khấu mấy cái. Nói với mẹ. Em biết rồi. Em biết rồi. Em biết rồi. Hầu Kiệt, em có lỗi với anh. Đại ca.
Ba, con muốn chờ tang lễ của mẹ xong xuôi, ba cho con đi giết Cao Mập báo thù cho mẹ. Báo thù? Phải tìm người báo thù thì người đó là con. Ba đã dặn đi dặn lại, gặp chuyện đừng nóng nảy, nhưng con không chịu nghe. Vì con nóng nảy mới hại chết mẹ con. Con còn hại Hậu Kiệt giờ bị nhốt trong tù. Ba, con không ngờ em ấy lại đánh con ngất xỉu. Nếu không con sẽ không để Cao Mập đưa Hậu Kiệt đi. Im đi, đồ nghiệt chủng này. Lúc trước ta không nên mềm lòng mà giữ cậu lại. Cậu phá nhà ta, hôm nay cửa nát nhà tan. Đại ca, đừng nói nữa. Em cầu xin anh, đừng nói. Lúc trước không nên giữ con lại. Ý ba là sao? Tam Thúc, ý ba con là sao? Hậu Cường, ba con không có ý gì đâu. Đại ca, đừng nói nữa. Đừng nói nữa được không? Lão Tam, nó hại chết Mỹ Cúc. Anh còn lời nào mà không thể nói được chứ? Tôi cho cậu biết, cậu không phải con trai tôi. Ba, ba đang nói gì? Chắc bị đại ca chọc tức nên hồ đồ, sao có thể như vậy được chứ? Ba, con biết con sai rồi. Con biết con sai thật rồi. Con nhất định cứu em trai về. Còn hãy Hậu Kỳ bị nhốt ở đâu, con có thể cứu em ấy về. Con cũng nhất định báo thù cho mẹ. Đừng gọi tôi là ba. Tôi không phải ba cậu. Hoàng Đại Di đã chết mới là ba cậu. Ba, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao đại ca lại không phải là con trai ruột của ba chứ? Ba, ba không nói bậy. Nó thật sự không phải là con ruột của ba. Nó là con của Hoàng Đại Di đã chết. Lão Tam, anh không muốn gặp nó nữa. Cậu cút đi cho tôi. Hậu Cường, con đừng vội, đi với chú đã. Cút đi. Hậu Cường, ba đang tức giận, chúng ta đi thôi. Đi, Hậu Cường. Ba, Hậu Cường đi con. Ba, ba, ba. Con lui xuống trước đi. Ba muốn ở riêng với mẹ con. Mỹ Cúc, bà cũng thấy rồi đó. Tôi đã nói hết với Hậu Cường. Bà không trách tôi chứ? Bà từng nói phải chờ tôi trở về. Nhưng mà Mỹ Cúc,
Hai chúng ta ở bên nhau hơn 20 năm. Bà hận tôi cũng được, yêu tôi cũng được. Bà cũng là vợ của Đường Anh Minh. Đường Anh Minh tôi một đời lừng lẫy, cuối cùng lại không bảo vệ được vợ mình. Tôi còn là đàn ông cái gì nữa? Mỹ Cúc, không lẽ đây là báo ứng sao? Nếu đúng là báo ứng, vậy nên báo ứng vào tôi chứ không phải là bà. Tôi biết, tôi không cho bà lấy Đại Di, bắt bà phải ở bên cạnh tôi. Vì tôi yêu bà. Lúc đó tôi đã thề, cả đời này chỉ yêu một người. Nhưng mà Mỹ Cúc, bà yên nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc cho các con. Bà yên tâm đi, nếu tôi không báo mối thù giết vợ này, tôi thề không làm người. Đại ca, Lão Tam, có phải em đang trách anh không? Chị dâu mất rồi, em biết anh rất đau lòng. Mỹ Cúc đã chết, nhiều năm như vậy coi như uổng công. Anh cảm thấy Đại Di đã đưa bà ấy đi, cuối cùng họ cũng đoàn tụ. Đại ca, việc cấp bách bây giờ là cứu Hào Kiệt ra. Hào Kiệt ở trong tù, Cao Mập chắc chắn không tha cho nó. Cũng may con trai của Cao Mập trong tay chúng ta. Phải, đây là một cái cân tốt. Lão Tam, có tin tức bên phó thị trưởng Diêu không? Em gọi mấy cuộc rồi, nhưng thư ký không cho em gặp ông ấy. Xem ra lần này họ quyết tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết.
Anh đã nói muốn rời khỏi giang hồ, nhưng họ tưởng anh sẽ để mặt người sâu xé. Thù giết vợ không báo, Đường Anh Minh này không thể làm người. Lão Tam, em báo tất cả cửa hiệu của chúng ta tạm thời đóng cửa, kêu phòng thu chi tập trung tất cả tiền bạc lại cho anh. Hơn nữa, nói với Thượng Hải chúng ta có việc nhà, đóng cửa mấy ngày không buôn bán. Số tiền tổn thất cứ tính hết lên đầu Đường Ánh Minh này. Ngoài ra, nói với Bào Gia Thượng Hải, cứ bán hết cổ phiếu của anh đi, tổn thất bao nhiêu mặc kệ, anh chỉ cần tiền mặt. Đại ca, làm vậy chúng ta sẽ tổn thất nhiều lắm, giờ không suy nghĩ được nhiều. Chỉ cần giữ được cửa hiệu Vinh Hoa là giữ được mặt mũi, không thể thua mư ra ta. Đại ca, em có nguồn đáng tin, giao chiến hai bên có lẽ sẽ ngừng. Người Nhật Bản chắc chắn muốn tới Thượng Hải. Chính phủ kiểu gì đây, đánh nhau hơn một tháng không phân thắng thua, nhưng sao lại muốn người Nhật Bản hoành hành ngang ngược trên đất Trung Quốc này chứ? Murata ơi Murata, tôi thà chết ở cửa hiệu Vinh Hoa chứ không thể bán nó cho ngài. Không thể. Ông chủ Đường, chúng tôi nghe Đường phu nhân qua đời nên tới phúng viếng. Chúng tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Đường. Lần này sòng bạc đóng cửa liên quan tới người Nhật Bản, chúng tôi có tin tức đáng tin. Tiền mà họ mở sòng bạc là lấy từ tay Murata, do bạn trong ngân hàng của tôi nói. Họ thấy Murata đưa tiền giao cho anh rể của phó cục trưởng Cao. Ý tốt của hai người tôi xin nhận. Chuyện trong nhà chúng tôi phải tự giải quyết. Tôi có chuyện muốn nhờ hai vị giúp đỡ, không biết hai người có chịu không. Chúng ta chính là bạn bè, bạn bè khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Giờ tôi có việc gấp cần dùng tiền, xin hai người hãy giúp tôi. Ông chủ Đường, có khó khăn gì chúng tôi sẽ giúp. Muốn bao nhiêu tiền cứ nói, đừng như vậy. Ý tốt của hai người tôi xin nhận. Đường Anh Minh tôi chưa từng nợ tình nghĩa. Tôi mong hai người mau bán cái này càng sớm càng tốt. Hai người cứ trao đổi ở đây, hai người gọi điện hay là làm gì tôi đều giả vờ không biết. Nhưng trong lòng tôi rõ, hai người giúp chúng tôi đánh người Nhật tôi thấy rất vui. Nếu hai người còn coi tôi là bạn, vậy mau chóng xử lý việc này giùm tôi. Cảm ơn. Nếu ông chủ Đường khăng khăng làm vậy, chúng ta phải giúp đỡ rồi. Lần này Murata đứng sau phá rối, mục đích là muốn Đường Anh Minh khuất phục làm việc cho họ. Gần đây giá thị trường sợi bông không tồi, tôi sẽ đặt hàng giúp anh. Hậu Cường, do ba quá tức giận, lời ba nói anh đừng để ý. Giờ chúng ta chỉ cần nghĩ cách cứu Hào Kiệt ra, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Em biết đều do em không tốt, em không nên nói với Hào Kiệt. Nhưng em cũng không ngờ chú ấy vì cứu anh mà nhận tội thay.
Hầu Cường. Chị dâu. Chị dâu, hãy hứa với em, dù trong nhà có xảy ra chuyện gì, chị cũng phải ở bên cạnh đại ca, chăm sóc anh ấy đàng hoàng. Yên tâm đi, chị sẽ làm vậy. Em sao vậy? Em không sao. Chị phải chăm sóc bản thân. Em đi đây. Đường phu nhân, tôi xấu hổ với bà. Đời bà ăn chay niệm Phật nhưng lại bị như vậy. Tôi sẽ đòi công bằng lại cho bà. Công bằng? Nếu thị trưởng nói tới công bằng, vậy tôi muốn có công bằng. Vợ tôi sao lại chết dưới đạn súng? Bà ấy có tội gì chứ? Ông chủ đường, tôi nói rồi, do bà ấy tự chạy tới, tôi cũng không muốn giết bà ấy. Nếu không phải anh hạ lệnh nổ súng thì sao Mỹ Cúc lại chết? Huống hồ dù Mỹ Cúc không chết thì Hào Kiệt cũng bỏ mạng. Anh thân là cảnh sát, sao lại coi mạng người như rác? Có người báo cáo nghi phạm giết người có cầm súng, tôi cũng đề phòng lỡ như, cho nên không thể làm như vậy. Ai mà ngờ đường phu nhân lại chạy tới, đây là điều ngoài ý muốn. Anh nói nghi phạm giết người là con trai tôi đường Hào Kiệt phải không? Cậu ấy thừa nhận rồi. Chính mắt anh thấy nó nổ súng giết người sao? Trong tay nó lúc đó có súng không? Dù đúng là Hào Kiệt giết người, anh cũng phải bắt lại để điều tra rõ ràng, rồi xử lý công bằng. Nếu không phải anh rể anh mở sòng bạc, nếu người bị giết không phải anh rể anh cũng sẽ làm vậy sao? Ông chủ đường, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng Phó Cục trưởng Cao cũng thừa nhận là xúc động nhất thời mới gây tai nạn. Nhưng chuyện cũng có lý do. Con trai ông Đường Hào Kiệt nổ súng giết người trước, chuyện này là có thật. Được, cho dù Hào Kiệt giết người thì cũng có lý do. Rõ ràng anh nói đóng cửa tất cả sòng bạc ở Thượng Hải, lại cố tình để sòng bạc của người thân mình mở cửa làm ăn. Đây là tại sao? Không lẽ anh gạt thị trưởng, tự tiện niêm phong sòng bạc là để kiếm tiền, để anh rể anh kiếm tiền sao? Hầu Kiệt và Hầu Cường chẳng qua chỉ muốn kiểm chứng sự thật mới đến sòng bạc đó. Kết quả anh rể Cục trưởng Cao giơ súng nhắm vào họ trước. Họ bất đắc dĩ mới nổ súng tự vậy. Chẳng lẽ đây cũng là cố ý giết người sao? Ông nói bậy, rõ ràng con trai ông nổ súng trước. Có nhân chứng có thể chứng minh. Tôi cũng có nhân chứng. Họ đều ở đây. Đây đều là người của đường gia, đương nhiên đứng về phía ông rồi. Sòng bạc đông người đều có thể làm chứng. Lúc đó tôi chấp hành công vụ. Giờ là thời chiến, với người cầm súng chống đối, tôi có quyền giết chết tại chỗ, không kể tội gì. Được, anh nói như vậy chính là thừa nhận anh rể mình vi phạm mệnh lệnh của chính phủ, tự mình mở sòng bạc. Anh ta trái luật trước, anh không điều tra rõ ràng, đã lạm dụng chức quyền, công lý ở đâu? Đường Anh Minh, tôi cho ông biết, Đường Hào Kiệt tự thừa nhận đã giết người, đây là tội chết. Bây giờ ông lại bắt cóc con trai tôi,
lấy chuyện đó áp chế tôi. Tôi thêm một bực, ông dám động một cọng tóc của nó thì chờ nhặt xác Đường Hầu Kiệt đi. Con trai của anh mất tích, đáng tiếc quá. Anh có đứa con này cũng không dễ dàng đâu. Tôi không bắt cóc con anh, bày trò này trước mặt thị trưởng. Nếu anh không có chứng cứ thì là ngậm máu phun người. Vợ tôi xương cốt chưa lạnh, con trai anh bị bắt quan. Tôi xin thị trưởng làm chủ, trả lại công bằng cho tôi. Được, nếu ông chủ Đường một mực đòi công bằng, tôi thân là thị trưởng cũng phải làm việc công bằng. Chờ điều tra xong mọi chuyện, tôi nhất định xử lý theo luật, cho dù ai phạm luật cũng không bỏ qua. Cáo từ. Đường Anh Minh, mau thả con trai tôi ra, nếu không thì Đường Hầu Cường cũng bị bắt. Pháp luật là tôi là pháp luật. Để xem Đường Anh Minh rốt cuộc có mấy đứa con để đền. Ít ra tôi có 2 đứa con trai, anh chỉ có 1. Được, chúng ta chờ xem. Mọi người lui xuống đi. Mẹ, mẹ từng nói tâm nguyện lớn nhất của mẹ là nhìn thấy 3 đứa con đều trưởng thành, thành gia lập nghiệp. Mẹ luôn ngóng trông con cháu mạn đường, nhưng giờ mẹ không thấy gì nữa. Mẹ đi rồi, cái nhà này cũng tan, con không còn gì lưu luyến nữa. Xin mẹ đừng trách con. Quân Nhi, con có chuyện gì cứ nói với ba. Mẹ con mất rồi, nhị ca cũng bị bắt. Người mà con kêu là đại ca hơn 20 năm lại không phải là con ruột của ba. Từ lúc con từ nước Anh về, ở trên thuyền này đã nhìn thấy, nghe được toàn là những chuyện thương tâm. Người cha con yêu nhất lại làm con cảm thấy xa lạ. Mọi người có nghĩ tới cảm nhận của con không? Cái nhà này đã thay đổi, con không quen biết mọi người nữa. Quang Nhi, hãy nghe ba giải thích. Được, bà nói con biết đi. Sao một người mẹ lương thiện lại chết dưới đạn súng? Sao một nhị ca thường ngày hòa nhã lại trở thành hung thủ giết người? Sao nhà chúng ta lại có nhiều người căm hận? Sao những người có liên quan tới nhà mình đều bị mất mạng? Hoa Nhài Máu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ ba thật sự làm nhiều chuyện trái đạo lý tới vậy sao? Ba có thể nói hết với con không? Con không muốn nghe ba giải thích nữa. Con không tin bất cứ lời nói dối bịa đặt nào. Muốn giải thích, ba giải thích với mẹ đi. Ba vốn không xứng làm ba của con. Quang Nhi, Quang Nhi, Quang Nhi, Quang Đại Di, lúc này tại sao đột nhiên ông xuống cửa hiệu Vinh Hoa? Nếu biết trước, tôi lập tức có thể khống chế con thuyền này rồi. Tôi sẽ không giúp anh làm chuyện gì nữa. Ân oán cá nhân giữa tôi và Đường Anh Minh, tôi sẽ tìm ông ta kết thúc. Ông đừng quên,
Tôi đã cứu ông, cho ông sinh mạng lần thứ hai. Mạnh Thư cũng do một tay tôi bồi dưỡng mà ra. Mạnh Thư đã làm rất nhiều rồi, đủ để bồi thường mọi thứ. Máy cũng không đủ. Quân đội của chúng tôi lập tức tiến vào Thượng Hải. Từ lúc đó, tôi sẽ san bằng mọi chướng ngại lớn nhỏ tại Thượng Hải, mặc kệ là sáng hay trong tối. Hoa Nhài Máu sẽ là người được chọn tốt nhất. Hoa Nhài Máu đã không còn tồn tại nữa rồi. Hợp tác của chúng ta tới đây chấm dứt. Ông đừng tưởng tôi sẽ không giết ông. Giết tôi? Được thôi. Nhưng tôi muốn cảnh cáo anh, mọi chuyện mà anh làm, tôi đã ghi chép lại tất cả. Nếu tôi có bất trắc gì, Hoa Nhài Máu ngày nào cũng sẽ tìm đến anh. Tất cả mọi người biết chuyện anh gây ra cũng sẽ không tha cho anh. Ông dám đe dọa tôi? Đe dọa anh? Tôi muốn nói cho anh biết, mặc kệ anh muốn làm gì, tôi chỉ muốn kết thúc ân oán cá nhân của tôi và Đường Anh Minh. Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi nói cho ông biết, chống đối với tôi chính là đối đầu với đế quốc Đại Nhật Bản. Ba xem anh ta có khi nào không đâu. Anh ta còn muốn lợi dụng ba giết Đường Anh Minh. Ba, bây giờ Hầu Kiệt đang ở cục cảnh sát, con muốn cứu anh ta. Hãy nhớ, có hai chuyện các người cần phải lập tức hoàn thành. Thứ nhất, tìm được tung tích con trai của phó thị trưởng Cao bị Đường Anh Minh bắt cóc. Nhớ là nhất định phải trừ khử nó, không thể để Đường Anh Minh có cơ hội co kè mặt cả, rõ? Thứ hai, tôi từng nói trên cửa hiệu Vinh Hoa là nơi người Anh và người Mỹ tổ chức giao dịch kỳ hạn. Đài phát thanh của họ dùng làm hoạt động gián điệp, đe dọa rất lớn đến chúng ta. Cần phải xông lên trước khi quân Nhật đổ bộ, phá hủy tất cả các đài phát thanh, rõ? Đời đã. Ra tay phải sạch sẽ. Lúc cần thiết có thể xử luôn Miller và Tony, nhưng phải tạo hiện trường giả, mặc đồ Trung Quốc, chết cũng không được nói nửa tiếng Nhật nào, rõ? Đại ca, Hậu Cường nóng nảy như vậy là học theo anh, vì nó luôn sùng bái anh, cho nên nó nghĩ những gì anh làm đều là tấm gương cho mình. Dám đánh, dám giết, lòng dạ độc ác. Nêu cao tên tuổi, chỉ có thể tàn nhẫn hơn người mới có thể khiến người khác sợ nó. Đây không phải là chuyện mà anh hy vọng nó làm được suốt mấy năm nay sao? Em đang trách anh, là anh dạy hư Hào Cường, phải không? Em không trách anh, em không trách anh. Nhưng Hào Cường hôm nay quả thật do một tay anh tạo ra. Anh xem tất cả những gì nó làm bây giờ có khác gì so với anh năm xưa đâu. Lén để Vũ Linh ở lại trên thuyền. Cái chết của Đặng Tư Lệnh, cái chết của Dương Hồng, anh vợ của Cao Mập bị giết, có chuyện nào là ý của anh đây? Vậy thì có chuyện nào không liên quan tới nó, em kêu anh phải làm sao đi? Đại ca, có lẽ năm xưa chúng ta nên đưa nó tới một gia đình bình thường. Cho dù khổ một chút, nghèo một chút, cũng sẽ không hung dữ nhiều như vậy, sẽ không giết nhiều người như vậy. Đại ca, năm xưa nhị ca chết ra sao? Đại ca, đại ca, em còn mặt mũi nói với anh là em thích cô ấy? Em hãy từ bỏ tình cảm này đi. Đại ca, nếu không để em đưa Mỹ Cúc đi, em thà chết trước mặt anh. Được, anh thành toàn cho em. Anh thật sự ước gì một ngọn lửa thiêu cháy em. Đại Di,
Không ngờ câu nói năm xưa của anh đã trở thành hiện thực. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, anh cũng không tìm được tên người Nhật phóng hỏa hại chết cậu ta. Đại ca, tang lễ của chị dâu anh chuẩn bị làm thế nào? Bà ấy không thích ồn ào, để bà ấy yên tĩnh ra đi đi. Ba, đã tới lúc ba và Đường Anh Minh mặt đối mặt rồi. Thưa Nhi, con thu dọn đồ đạc một chút đi, tới ngân hàng rút hết tiền, một nửa giữ cho mình, một nửa đưa cho Hồ Nam, để cậu ta chuyển cho Hào Cường. Nhưng đừng nói cho Hào Cường tiền do ai chuyển cho cậu ta. Ba, con sẽ không đi đâu, con sẽ không bỏ lại một mình ba. Con gái, ba sẽ báo thù thay con. Con nên có cuộc sống của chính mình. Mỹ Cúc do ba hại, ba xém chút đã hại chết con ruột của mình. Hầu Kiệt bằng lòng gánh tội thay cho Hầu Cường, khiến ba cảm thấy cậu ta là một đứa trẻ có tình có nghĩa. Nay con thích cậu ta, vậy thì đưa cậu ta đi, rời khỏi nơi này, đi xa thật xa. Nhưng con tuyệt đối đừng nói với cậu ta con là ai. Ân oán kiếp trước của chúng ta tới đời ba và Đường Anh Minh chấm dứt, không thể liên lụy tụi trẻ mấy đứa con. Con à, hai cha con chúng ta, ba không thể chăm sóc con tử tế, để con ban ngày làm người, ban đêm làm quỷ. Nhưng lúc chưa ai biết con là qua nhảy máu, đi đi, rời khỏi Thượng Hải, làm lại cuộc đời. Con đã giết quá nhiều người rồi, máu trên tay con không thể rửa sạch được. Ba kêu con bây giờ bắt đầu lại từ đầu đã quá muộn. Từ nhỏ trong lòng con chỉ có hận thù. Mãi đến khi gặp được Hầu Kiệt, anh ấy đã cứu con trong đống lửa tại bệnh viện, thì con mới biết, thì ra trên đời này có người chịu hy sinh bản thân vì người khác. Bà kêu con dụ dỗ anh ấy, ruồng bỏ anh ấy. Nhưng rốt cuộc con không biết mình vì yêu hay hận mà làm như vậy. Bà không ngừng nhắc nhở con đừng nảy sinh tình cảm thật, vì anh ấy là con trai của Đường Anh Minh, là con trai của kẻ thù giết ba con. Con tự nói với chính mình, nhất định phải dạy dỗ anh ấy, để anh ấy đau khổ, để anh ấy thất vọng. Nhưng anh ấy trước giờ chưa từng nghi ngờ con, còn dốc hết sức che chở con. Anh ấy càng tốt với con, trong lòng con càng đau khổ. Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ chân thành của anh ấy còn khiến con đau buồn hơn sau khi con đã giết người.
Con cảm thấy mình giống như có hai người. Con không biết đâu mới là con thật sự. Ba, con thật sự không chịu được nữa. Thấy ba đau khổ như vậy, thấy Hào Cường bị con hại thê thảm như vậy, còn em trai con nữa. Mỗi ngày trôi qua, trái tim con rất đau, như bị dao cứa nhiều nhát. Ba, đều tại ba hại con. Là ba đã hại con, ba lợi dụng con, ba đã hủy linh hồn của con. Ba không phải con người, ba không xứng để con gọi một tiếng ba. Con à, nếu không phải món nợ giữa ba và Đường Anh Minh vẫn chưa tính xong, bây giờ người nên chết đáng lẽ là ba. Ba, con không trách ba. Con biết ba đau khổ ra sao. Mạng của con là do ba cho. Nếu không có ba, cả đời này con cũng không thể nếm được mùi vị khi được yêu thương. Nếu bây giờ kêu con chết vì ba, con sẽ không do dự. Ba, ba yên tâm, chuyện còn lại cứ giao cho con. Không, không được. Thưa Nhi, trên thế giới này chỉ có hai người phụ nữ là người thân của ba. Mỹ Cúc chết rồi. Ba không thể để con đi nữa. Ba không thể để con tìm cái chết. Con à, nghe lời ba, cứu Hậu Kiệt ra, đưa cậu ta đi đi. Đừng lo cho ba, biết không? Cả đời này con không thể nói với Hậu Kiệt là con yêu anh ấy. Mãi mãi cũng không thể. Ba, kiếp sau con muốn sống tử tế với ba, cho dù có giống Mạnh Thao đi nữa.